Chào các bạn thân yêu. Bây giờ đang là buổi sáng thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2024. Góc nhìn Lê Phú Dũng xin kính chúc các bạn mến yêu một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng lạc quan yêu đời các bạn nhé. Thưa các bạn, vào một buổi sáng, góc nhìn Lê Phú Dũng thường hay ngồi uống cà phê ở quán McDonald's gần nhà. Một ly cà phê sữa nóng ở đây có giá là 75 xu, khoảng chừng 18.000 đồng tiền Việt Nam. Các bạn ạ, thưa các bạn yêu mến, vừa uống cà phê, vừa tâm sự chuyện đời, chuyện người cùng với các bạn thân yêu, như là tâm sự bày tỏ nỗi niềm cùng với các bạn tri kỷ yêu mến. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, Thích Chân Quang dạy cho Phật tử những điều bấy bạ hoàn toàn không đúng với Phật Pháp. Thưa các bạn, Thích Chân Quang tham sân si và đã phỉ báng Phật sống Thích Minh Tuệ, khiến cho cả thế giới loài người văn minh tiến bộ vô cùng căm phẫn và phẫn nộ. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn yêu mến, Thầy Thích Minh Tuệ theo góc nhìn Lê Phú Dũng là một vị Phật sống giữa đời thường, giữa cuộc đời trầm luân khổ ái này, giữa cuộc đời đầy gián dối lọc lừa này, đầy tham lam ích kỷ với muôn vàng sự hỷ nộ ái ố, đã xuất hiện một vị Phật sống Thích Minh Tuệ, sống một đời sống khổ hạnh, khiêm cung, khiêm nhường, không tham lam, không ích kỷ, hẹp hòi. Phật sống Thích Minh Tuệ đến thế gian này để cứu sinh độ thể chúng sanh, để cứu loài người thoát khỏi cảnh khổ đau, bất hạnh và mê muội. Thưa các bạn, Phật sống Thích Minh Tuệ và Ma Vương Thích Chân Quang là hai tấm gương thiện ác phản chiếu lẫn nhau. Phật sống Thích Minh Tuệ thì không tiền, không gái gú, còn Ma Vương Thích Chân Quang thì tham lam tiền tỷ,
gãi gù lung tung. Thưa các bạn, chiếc áo không làm nên thầy tu, minh chứng cho trường hợp ma vương Thích Chân Quang. Thích Chân Quang khoác vào người chiếc áo cà sa, nhưng toàn làm những chuyện hết sức là xấu xa, hết sức là đê tiện, hết sức là bỉ ổi. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, tu là phải buông bỏ tất cả. Như Phật sống thích minh tuệ thì mới gọi là tu thực sự. Còn tu mà vẫn tham lam tiền tỷ, vẫn muốn có được nhiều gái đẹp thì không thể gọi là tu được. Các bạn ạ, rõ ràng ma vương Thích Chân Quang khoác trên người chiếc áo cà sa để lừa bịp chúng sanh, để lừa gạt mọi người, để kiếm tiền tỷ, để gạt tình các người đẹp. Thưa các bạn, một ma vương đầy tội lỗi như vậy mà lại xúc phạm phỉ báng Phật sống Thích Minh Tuệ thì đương nhiên phải lãnh hậu quả, là điều đương nhiên thôi, như mọi người đã thấy rõ rồi đó. Thưa các bạn, tiến sĩ Thượng Tọa Thích Chân Quang đã mượn chiếc áo cà sa để lừa gạt biên tỷ của chúng sanh và lừa tình các người đẹp. Thưa các bạn, Thích Chân Quang không thể nào tu được khi mà vẫn tham lam tiền tỷ, và trong đầu óc lúc nào cũng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn dối trá lọc lừa để làm sao kiếm được nhiều tiền tỷ, càng nhiều càng tốt. Chính vì thế Thích Chân Quang đã giảng thuyết những điều hết sức là dối trá bị bợm, không ngoài mục đích để kiếm được càng nhiều tiền tỷ càng tốt. Thưa các bạn, tại sao Thích Chân Quang đam mê, say mê, cuồng loạn, tham lam kiếm tiền tỷ đến như vậy? Bởi vì Thích Chân Quang còn có thêm một niềm đam mê khác nữa, đó là niềm đam mê chinh phục các cô gái đẹp. Thưa các bạn, khi một người đàn ông đã có thật là nhiều tiền thì người đàn ông đó sẽ dùng tiền để tạo cho bản thân có được bề ngoài, một vẻ ngoài sang trọng lịch lãm để dễ dàng chinh phục các cô gái đẹp một cách hết sức là dễ dàng. Và đã có một cô gái đẹp mang thai 2 tháng với Thích Chân Quang và đã tự thiêu ngay trong chùa vì quá uất ức, vì tên điểu cản Thích Chân Quang. Bởi vì khi con ông đã tỏ đường đi lối về, con ông vội vàng rũ bỏ mọi trách nhiệm, vội vàng vỗ cánh bay đi tìm những bông hoa xinh đẹp khác để chích và hút vị ngọt ngào mới lạ. Thưa các bạn, vì quá đam mê tiền và gái cho nên Thích Chân Quang sẽ thân bại danh liệt. Nếu có sống cũng không bằng chết khi mà bị các thế giới loài người khinh bỉ, nguyền rủa sống dục dạ. Như vậy thì sống để làm gì nữa? Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, sư phụ Thích Chân Quang đã bị các nữ đệ tử trong chùa ký tên
tố cáo sư phụ. Bác làm chuyện ấy ngoài ý muốn với sư phụ. Những nữ đệ tử nào bị sư phụ làm chuyện ấy dẫn đến có thai đều được sư phụ đưa tiền để đi phá thai, để giết chết chính những đứa con ruột của sư phụ. Nhiều nữ đệ tử ký tên tố cáo sư phụ. Sư phụ cởi quần áo và bắt nữ đệ tử cởi quần áo và lên giường nằm với sư phụ. Sư phụ nằm đè lên người nữ đệ tử, làm chuyện ấy với nữ đệ tử. Các nữ đệ tử đã ký tên tố cáo sư phụ Thích Chân Quang làm chuyện ấy với các nữ đệ tử. Thưa các bạn quý mến, tiền và gái đẹp đã làm tha họa Thích Chân Quang, biến hắn thành một tên ma vương, gây ra quá nhiều tội ác. Và tội lỗi, những tội ác ghê tởm của hắn, trời không dung, đức không tha. Và đỉnh điểm của sự ngông cuồng ngạo mạn của hắn, đó là hắn đã giảm xúc phạm Phật sống Thích Minh Tuệ, một vị Phật sống đang được cả thế giới loài người văn minh tiến bộ để sức là ngưỡng mộ tôn sùng. Thế mà một tên ma vương quỷ quái chuyên gieo rắc tội ác kinh hoàng là giảm xúc phạm tí mắng một vị Phật sống đạo đức hiền lành thánh thiện. Đúng là tên ma vương này không còn muốn sống ngẩng cao đầu nữa rồi. Trời sẽ chu, đức sẽ diệt hắn vì đã giảm xúc phạm Phật sống Thích Minh Tuệ. Thưa các bạn, vừa rồi một nữ đệ tử của sư phụ Thích Chân Quang đã lên mạng xã hội tố cáo sư phụ là hoang dâm vô độ. Sư phụ cởi quần áo, đồng thời bắt hai nữ đệ tử cởi áo quần, rồi lên giường nằm hai bên sư phụ, nằm chính giữa, để cho sư phụ làm chuyện ấy với cùng lúc hai nữ đệ tử. Thật là không ai có thể ngờ được một tên dâm tặc, một kẻ hoang dâm vô độ, đã từng hãm hiếp nhiều nữ đệ tử và làm chuyện ấy cùng lúc với hai nữ đệ tử. Thưa các bạn yêu mến, một kẻ vô đạo đức thối nát như vậy, dâm loạn đến như vậy, hắn không thể nào đủ tư cách để làm một con người bình thường. Hắn là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Hắn đã phá nát một xã hội. Tội ác của hắn thật là khủng khiếp ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, ngoài ra sư phụ còn thường hay buông ra những lời dúng tục đối với các nữ đệ tử, như là dạo này sư phụ thấy cặp vú sữa của con sao mà to thế, con có bị làm sao không? Thưa các bạn, như vậy làm sao mà sư phụ có thể tu cho được khi mà lòng si mê của sư phụ còn quá nhiều, còn vẫn vương nợ tình ái quá nhiều. Khi mà sư phụ nhìn thấy một nữ đệ tử trẻ xinh đẹp mà ánh mắt của sư phụ là nhìn thấy xuyên thấu, biết được cặp vú sữa của nữ đệ tử lúc trước bé giọ như hai trái cam mà nay đã nảy nở, đã phát triển to lên thành
hai trái bưởi. Đúng là sư phụ có cặp mắt thần thông, có thể nhìn xuyên thấu các cặp vú sữa của các nữ đệ tử. Thưa các bạn, như vậy làm sao mà sư phụ đành lòng tu cho được, khi mà lòng của sư phụ vẫn tràn đầy, vẫn đầy ắp tình thương, mến thương những cặp vú sữa của các nữ đệ tử. Thưa các bạn, làm sao mà sư phụ có thể đành lòng tu cho được, khi mà sư phụ nằm trên giường mà tay phải của sư phụ sờ nắng bóp một cặp vú sữa, đồng thời tay trái của sư phụ nắng bóp sờ một cặp vú sữa khác. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, ngoài ra sư phụ xài tiền rất là sang, không ai bằng. Khi lên giường làm chuyện ấy với một nữ đệ tử trẻ xinh đẹp mà làm cho sư phụ cảm thấy đê mê, sung sướng, ngất ngây, phiêu diêu miền cực lạc, khiến cho nữ đệ tử tê tái, ngất ngây, mê say, làm cho nữ đệ tử dần ơn mưa móc ướt sũng, khiến cho nàng đậu thai, thì sư phụ sẽ bo cho nàng 10 triệu đồng. Đúng là tiền chùa, tiền của bá tánh cúng dường, cho nên sư phụ mới xài tiền sang đến như vậy các bạn ạ. Thưa các bạn, chính vì vậy mà sư phụ bị ám ảnh, bị điều khiển bởi ma lực của đồng tiền, và sư phụ đã thuyết giảng bằng những lời ma mị, dối trá, bịt bợm, không ngoài mục đích kiếm được càng nhiều tiền tỷ càng tốt. Phải vậy không các bạn? Thưa các bạn, khi sư phụ càng có nhiều tiền tỷ thì tội ác của sư phụ càng ngày càng chất chồng. Khi ấy, một nữ đệ tử không đủ để làm thỏa mãn cơn đam mê luyến ái đang bốc lên nguồn ngục trong đầu sư phụ, cho nên sư phụ mới kêu hai nữ đệ tử cởi quần áo cùng lúc lên giường nằm với sư phụ, để cho sư phụ giao nắng bóp cùng lúc hai cặp vú sữa nảy nở căng tròn, để cho khi sư phụ cháy bỏng niềm đam mê khoái lạc dập dềnh bùng bềnh chốn bồng lái tiên cảnh, sư phụ liền tạo ơn mưa móc, khiến cho hai khe suối rêu xanh ướt sũng ơn mưa móc của sư phụ. Và nếu như hai nàng đệ tử này đậu ơn mưa móc của sư phụ, khiến cho hai nàng đệ tử có thai cùng lúc, thì cũng chẳng có sao, sư phụ chỉ tốn 20 triệu tiền bo thôi mà. Trong khi tiền của chúng sanh cúng dường cho sư phụ hết tỷ này đến tỷ kia là nhiều vô số kể, thì 20 triệu có tấm tháp gì đâu. Thưa các bạn yêu mến, tiền bà gái đẹp đã làm tha hóa nhân cách của sư phụ, biến sư phụ thành một tên điểu cán, một kẻ bịp bợm, thành một kẻ giết người, giết ngay chính những đứa con ruột của sư phụ. Sư phụ hoàn toàn xứng đáng bị kết án tử hình và đày xuống địa ngục, khi mà sư phụ đã đánh mất lương tri của một con người các bạn ạ. Sau đây, góc nhìn Lê Phú Dũng
xin được hồi âm các bình luận của hai quý vị khán giả đầu tiên đã bình luận trong video trước các bạn giả. Quý vị khán giả Kim Nguyên Trinh là khán giả đầu tiên bình luận trong video trước. Khán giả Kim Nguyên Trinh bình luận như sau: cảnh đẹp, trời trong xanh, thích quá chú yêu ơi, ủng hộ chú yêu hết mình. Và 8 trái tim yêu thương đỏ thắm. Góc nhìn Lê Phú Dục xin chân thành cảm ơn quý khán giả Kim Nguyên Trinh là một tài năng ca nhạc dãy múa rất xuất sắc, rất là tuyệt vời và đã được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến, ngưỡng mộ, đã có lời bình luận rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Xin kính chúc quý khán giả Kim Nguyên Trinh mau chóng trở thành một ngôi sao ca nhạc dãy múa sáng chói. Kim Nguyên Trinh nhé. Quý khán giả Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ có 3 lời bình luận như sau: hay lắm bạn ơi, Thích Chân Quang đã mang tai tiếng từ lâu lắm rồi, bây giờ ông ấy lại tiếp tục chứng nào tật nấy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nói lên sự thật. Chúc anh nhiều sức khỏe, anh cứ nói chuyện bình thường như đang nói chuyện với những người trong gia đình, bạn bè, không cần nói như đọc diễn văn giữa hội nghị quốc hội. Góc nhìn Lê Phú Dũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ đã có 3 lời bình luận hay lắm, rất là tuyệt vời. Góc nhìn Lê Phú Dũng sẽ cố gắng nói chuyện bình thường như Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ đã góp ý. Góc nhìn Lê Phú Dũng cảm ơn Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ rất nhiều khi khen video của Góc Nhìn hay lắm. Góc Nhìn Lê Phú Dũng cảm ơn Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ đã có lời bình luận đúng chính xác về Thích Chân Quang. Chúc quý khán giả Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan yêu đời. Hà Lê nhé. Cảm ơn các bạn yêu mến đã nghe và xem video này. Rất mong mọi sự đóng góp ý kiến và bình luận của các bạn về video này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.